sáng tạo ma đạo công pháp vạn tộc gọi thẳng tà môn lâm bình an xuyên qua cao vũ thế giới vạn tộc đột kích nhân tộc thế yếu tràn ngập nguy cơ thời điểm thức tỉnh văn minh sư hệ thống không điên không sống được đơn giản sáng tạo vô số cấp tốc ma đạo công pháp lưu truyền rộng rãi để vạn tộc thấy đều gọi thẳng chân tà môn thời gian tu luyện liên tục càng dài tốc độ tăng trưởng khí huyết càng nhanh đồng thời cũng càng thống khổ càng nguyên nhiên thọ công. Thiêu đốt tuổi thọ, tăng trưởng thực lực, sinh như hạ hoa, nở rộ sát na quan hoa. Thiên ma giải thể đại pháp. Nhiên ngô hết thảy, bộc phát chí cường chiến lực. A tỳ đạo tam đao. Ma niệm cuốn thân, vĩnh đọa A tỳ, tam đao diệt quỷ thần. Nghịch thiên thất ma trảm. Hồn diệt không hối hận, hộ nhân tộc ta, dết 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 dết. Nhiên mệnh đồ thần tiễn hồn làm dẫn, mệnh làm tiễn, một kích yêu hoàng vẫn. Diệt tình kiếm phát. Đạo tâm chủng ma đại phát. Huyết thần đại phát. Quỳ hoa bảo điển. Nhiên huyết động thuật. Diệt hồn cửu trưởng. Cường giả vạn tộc. Nhân tộc. Nhân tộc gì? Đó là một đám người điên. Chạy mau. Bọn họ quá tà môn. Cường giả nhân tộc. Trên cảnh giới một đổi một, dưới cảnh giới ta vô địch. Trận chiến cuối cùng, vạn tộc vây giết. Lâm Bình An khinh miệt cười, sau lưng dần lên vạn trượng ma ảnh. Chương 1. Văn Minh sư hệ thống mở ra, sáng tạo công pháp ma đạo. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Năm 189 Đại hạ Tân Lịch, thành Thiên Dương, trường trung học số 1. Ngày hôm qua có chút đột phá, Bồn Lôi Quyền thành công đột phá tới tiểu thành. Trời ạ, à, tiểu thành lớp trưởng, cậu cũng quá trâu bò. Lần này thi võ cuối kỳ chẳng phải là trăm phần trăm tiến vào top 3 sao. Tiểu đội trưởng, ngươi hẳn là đã thăng cấp đến chuẩn vũ giả rồi. Đột phá trở thành vũ giả quả thực trực nhật. Hàng đầu phòng học, một thiếu niên thân thể to lớn đang dương dương đắc ý khoe khoang, vài bạn học bên cạnh thì tranh nhau vuốt mông ngựa. Nhưng khi ánh mắt hắn quét tới một đạo thân ảnh tuấn tú bên cửa sổ phía sau, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ chán ghét đẩy lòng dân lên một tia ghen tị. Đó là nhất định, nếu không văn hóa chiếm 20%, không chừng vị trí thứ nhất cũng có thể tranh giành. Cũng không biết phân chia văn hóa có ích lợi gì, đến cuối cùng còn không phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Cho dù là văn hóa đệ nhất, nên đột phá không được còn không phải vẫn là phế vật. Lúc nói lời này, thanh âm lên cao không ít, hiển nhiên là cố ý nói cho người nào đó ở hàng sau nghe. Vài tên chân chó nhìn nhau, Tâm thần lĩnh hội, phụ họa theo, tổ chức thành đoàn trào phúng. Chính là, chính là. Văn hóa khóa thành tích cho dù tốt cũng là phế vật, không có tư chất cái gì đều vô ích. Đúng vậy, Thiên Kiêu võ đạo như lớp trưởng mới là tương lai của nhân tộc chúng ta. Không có tư chất còn muốn trở thành văn minh sư, quả thực chính là người si nói mộng. Cùng lúc đó, bên cửa sổ Tuấn Tú thiếu niên Lâm Bình An nghe tiếng nhưng sắc mặt không thay đổi đối với cái này tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, phản phất cái gì cũng không có nghe được bình thường. Buồn vui giữa người với người cũng không tương thông. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy có chút ồn ào. Rèn rèn rèn. Theo tiếng chuông lên lớp vang lên, mọi người nhanh chóng trở về vị trí cũ, một nữ giáo viên tóc ngắn giỏi giang đi vào cửa, liếc mắt nhìn lướt qua, liền bắt đầu tiến hành giảng bài. Sách lật đến 136 trang, hôm nay nói. Trong lúc giảng bài, dư quan của nữ giáo viên đảo qua hàng ghế sau. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh tuấn tú kia ở hai mắt vô thần ngẩn người, thầm thở dài, cũng không nói gì, thu liễm suy nghĩ, tiếp tục giảng bài. Mà bên kia, Lâm Bình An đang nhìn trước mắt màn hình giả định đi tới 99% đọc điều, đang yên lặng chờ đợi. Tính ra, kiếp này chính là đệ nhị thế. Ở kiếp trước, cô nhi xuất thân Lâm Bình An sau khi cứu người bỏ mình, cũng không biết có phải hay không không có uống mạnh bà than, chuyện thế đến cái này chỉ đúng mà không cao vũ thế giới. Sau khi sinh ra, liền có được ký ức nguyên bản, cha mẹ đều là người bình thường, để cho hắn hưởng thụ ấm áp cùng thân tình chưa từng có. Đáng tiếc, không quá vài năm, bọn họ liền bởi vì tà giáo đồ tập kích sự kiện song song bỏ mình, lần nữa lưu lại Lâm Bình An cơ khổ một người. Vì báo thù rửa hận, cũng từng khổ luyện võ đạo nhưng cuối cùng bởi vì tư chất căn cốt thấp mà không có thu hoạch gì, chỉ có thể nói là có ít còn hơn không. Nhưng Buông Tha là tuyệt đối không có khả năng buông tha, đã từng có thể chịu đựng hắc ám, chỉ vì hắn chưa từng thấy qua quang minh. Sau khi lĩnh hội qua thân tình lại lần nữa mất đi, thù này khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên. Đúng lúc này, thanh tiến độ di chuyển từng chút một với tốc độ mắt thường không kịp, thành công từ 99% biến thành 100% đinh văn minh sư hệ thống khởi động thành công, đang nạp tương quan tri thức. Từng đoàn tri thức từ trong đầu hiện lên, phản phất từ không gian không biết truyền tới. Trong nháy mắt, Lâm Bình An buồn bực trên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc từng trận mê mùi, nhưng dù vậy, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Trước sau bất quá mấy chục giây mà thôi, hắn cũng đã hiểu rõ hết thảy. Chức năng của hệ thống này rất đơn giản, đồng dạng cũng rất mạnh mẽ. Tiêu phí văn minh giá trị, tiến vào sáng tạo không gian bên trong, căn cứ tương quan võ đạo tri thức, và tốc thôi diễn sáng tạo công pháp. Ở trong không gian, không chỉ có thể dùng tư duy văn minh tăng tốc, càng có thể sinh ra linh quan chật lóe và tăng linh cảm. Phải biết rằng, có đôi khi sáng tạo công pháp thành công cùng thất bại, liền quyết định bởi cái kia cực kỳ trọng yếu linh quan. Dù sao, như trái đất ban đầu, có vô số người bị quả táo đập trúng đầu, cũng chỉ có Newton từ đó phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn. Ngoài ra, công pháp được sáng tạo bởi các nhà văn minh, sau khi giáo sư đưa cho những người khác, họ sẽ tiến hành phản hồi tu luyện. Tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng chỉ cần người tu luyện đủ nhiều, Lâm Bình An liền có thể thu hoạch ngàn lần vạn lần. Hơn nữa sau khi trói buộc hệ thống văn minh sư, linh hồn và tinh thần lực được hệ thống bảo vệ, bởi vậy cũng đạt được miễn dịch công kích linh hồn, miễn dịch công kích tinh thần và rất nhiều chỗ tốt khác. Ý niệm vừa động, một tấm bản giả định xuất hiện. Họ tên Bình an, khí huyết giá trị 56 tập võ đạo cảnh giới Vô đã sáng tạo công pháp Chưa đặt tên 58% Giá trị văn minh 124, nhìn thấy cái này, Lâm Bình An tức khắc hiểu rõ, cái kia chưa đặt tên chính là chính mình cho tới nay nghiên cứu sáng tạo công pháp. Tiến độ vừa mới hoàn thành hơn một nửa, vốn tưởng rằng đã hoàn thành đại bộ phận, xem ra vẫn là quá mức đánh giá cao. Từ nhỏ đến lớn phấn đấu nỗ lực mười mấy năm, vừa mới hoàn thành một môn công pháp 58%, văn minh sư không hổ là khó khăn nhất tồn tại. Sáng tạo công pháp con đường này, quả nhiên không phải ai cũng có thể đi. Bất quá, từ giờ phút này, hết thảy dĩ nhiên bất đồng, nếu như nói nguyên lai Lâm Bình An chỉ có 80% nắm chắc sáng tạo ra môn thứ nhất công pháp, vậy bây giờ chính là 200% nắm chắc. Nghĩ vậy, mặc dù hắn hai đời hai người, cũng nhìn không được có chút kích động. Nếu không phải mạnh mẽ nhẫn nhịn, Lâm Bình An đều muốn lập tức tiến vào sáng tạo không gian, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nhưng dù sao cũng không phải trẻ tuổi, điểm ấy định lực vẫn phải có, bây giờ còn không biết sau khi sử dụng sẽ xuất hiện tình huống gì chờ sau khi về nhà, chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tìm thư uyển www.giaosusun.com trong lúc suy nghĩ, bất tri bất giác, tiết học này đã gần kết thúc. Rèn rèn rèn. Tan học, Lâm Bình An, đến văn phòng tôi một chút. Sau khi nữ giáo viên tóc ngắn nghe được tiếng chuông, mở miệng nói như thế, sau đó, cầm lấy sách giáo khoa xoay người rời đi. Mà Lâm Bình An nghe tiếng, cũng như tỉnh mộng lấy lại tinh thần hai mắt lộ vẻ mê man. Đứng lên, đi theo ra ngoài. Thấy một màn như vậy, khóe miệng lớp trưởng nhếch lên, trên mặt lộ ra ý cười đồng thời, âm dương quái khí nói lên lời lạnh. Nếu như ngay cả điểm văn hóa đều giảm xuống, phỏng chừng ngay cả đại học cũng thi không đậu, trực tiếp đi vặn ốc là được rồi. Bên cạnh, vài tên chân chó vội vàng trào phúng theo gió. Đúng đúng đúng. Lớp trưởng nói rất đúng. Quả thật luôn cản trở cũng không xấu hổ làm khó hắn mỗi ngày giả vờ giả việc đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt một tiểu bạch kiểm có cái gì tốt học tập tốt một chút bệnh ương thân thể cốt ngay cả một quyền cũng không tiếp được thỏa đáng phế vật lớn nói thật thanh âm lớn như vậy lâm bình an nghe được rõ ràng nhưng hắn căn bản mặc kệ một đám tiểu thí hài mà thôi tích cực đều ngại phiền toái còn nói tương tự như loại lời nói này từ nhỏ đến lớn đều không biết nghe bao nhiêu lần căn bản không đủ để cho hắn phẫn nộ vài phút sau gõ cửa văn phòng vào đi thanh âm từ bên trong truyền đến lâm bình an đẩy cửa vào trong phòng làm việc lớn chỉ có một mình nữ giáo viên những giáo viên khác đều chưa trở về nghỉ ngơi cho dù là cao vũ bình hành thế giới loại chuyện kéo nhà này cũng là tình huống tồn tại bình thường chỉ có thể nói thế giới khác nhau cùng một giáo viên chương không hai công pháp ra lò các loại đau đớn tận thêm thân ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio lý lão sư ta tới rồi nhìn lúc em đi học trạng thái hình như không tốt lắm có cần xin nghỉ ngơi một thời gian không trong lời nói của nữ giáo viên mang theo nhẹ nhẹ quan tâm coi như là thế giới khác giáo viên đối với học sinh có thành tích tốt trình độ quan tâm cũng nhiều hơn một chút huống chi lâm bình an khoa văn thành tích là thiên dương thành đệ nhất ít nhiều cũng coi như là cái không lớn không nhỏ mặt tiền tuy rằng hiện nay khoa văn không được coi trọng như khoa học tự nhiên nhưng bất kể lĩnh vực nào vị trí thứ nhất cũng sẽ được chú ý thế giới này tuy nói võ đạo vi tôn nhưng bên ngoài vì duy trì cân bằng giữa người bình thường và võ giả quan hệ trong đó cũng có vài phần vi diệu giờ phút này đối mặt với sự quan tâm lâm bình an hai đời làm người vẫn tương đối bình tĩnh bất quá nghe nói như thế hắn vẫn là tâm niệm khẽ động thuận theo mở miệng có thể gần đây nghiên cứu tương đối muộn tâm thần có chút mệt mỏi vừa vặn đến thời khắc mấu chốt ta muốn xin nghỉ vài ngày nghe lời ấy nữ giáo viên gật đầu được vậy anh phê chuẩn dù sao kiến thức văn hóa trong sách giáo khoa em cũng học xong rồi chỉ cần đến thi cuối kỳ tuần sau là được trong lúc đó muốn trở về lớp lúc nào thì trở về lớp Lâm Bình An trên mặt treo lên nụ cười, cảm ơn sau đó, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, nữ giáo viên phản phất nhớ tới cái gì, há miệng chuẩn bị dặn dò thêm vài câu, nhưng lại ngừng động tác. Đứa nhỏ kia từ trước đến nay ổn trọng, vẫn không cần nhiều lời nữa. Phanh. Cửa văn phòng đóng lại. Nữ giáo sư thở dài, thần sắc có chút tiếc hận thì thào tự nói. Ôi! Thật sự là trời đố anh tài. Nếu tư chất hắn tốt hơn một chút, không chừng sẽ khác. Văn Minh sư. Văn Minh sư. Con đường kia làm sao dễ dàng như vậy? Thiếu chút nữa. Điểm đó chính là chênh lệch thiên địa, hy vọng hắn có thể chịu đựng được đả kích. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Mười mấy giây sau, cửa lớn lần nữa đẩy ra, vài tên giáo sư đi vào, văn phòng cũng vào lúc này ồn ào lên. Vừa rồi không phải Lâm Bình An sao? để nhất khoa văn chỉ tiếc tư chất võ đạo quá kém nghe nói lúc trước hiệu trưởng dùng tiền đào tới là chuẩn bị làm văn khoa ban mặt cũng không nghĩ tới đứa nhỏ kia nhất định muốn vào võ đạo ban hiện tại võ đạo vi tôn có chút chí khí hài tử cái nào mục tiêu không phải trở thành võ đạo cường giả bên kia lâm bình an cũng không biết mình lại một lần nữa trở thành người khác trong miệng tiêu điểm trở lại phòng học đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi trong lúc đó, cũng không để ý tới đám tiểu thí hài cùng lớp kia. Hai đời làm người, tâm lý tuổi tác hoàn toàn không cùng một cấp độ, cũng căn bản dung nhập không vào. Mà từ sau khi cha mẹ tử vong, Lâm Bình An liền thề báo thù, cũng hoàn toàn không muốn đi cùng những người đó đi chơi nhà nhà. Mà loại thái độ này, cũng chính là một trong những nguyên nhân một số bạn học thích nhầm vào hắn. Theo bọn hắn xem ra, Lâm Bình An thật sự là quá trắm thối còn thích bày ra cao lãnh thành thục dáng vẻ cũng giống như những người lớn khác rất đáng ghét kết quả là sau khi lâm bình an đeo ba lô rời đi trong lớp không có gì bất ngờ xảy ra vang lên không ít tiếng nghị luận âm dương quái khí hư vẫn đáng ghét như vậy không phải là thành tích văn hóa tốt một chút sao thối muốn chết thật không biết những nữ sinh ngu ngốc kia thích cái gì sao lại gửi thư tình cho tên mặt trắng kia thật là tức chết người khoa văn thành tích cho dù tốt cũng vô dụng, thi võ khoa là dựa vào võ đạo tu vi, là dựa vào thực lực chân chính. Học bá ở trước mặt học ra, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ khiến cho địch ý khó hiểu. Giờ phút này, chính là như thế. Một lát sau. Yên tĩnh trên sân thể dục, Lâm Bình An lẻ loi một mình rời đi, đi tới trước cổng, cùng cửa đại gia chào hỏi, liền như vậy rời đi. Đi trên đường về nhà, hai bên rõ ràng là các loại bản hiệu cùng tuyên truyền. Thiên tường võ quán, tin anh ban trăm ngày trợ giúp thành tựu võ giả mộng. Thi tốt nghiệp trung học chạy nước rút, khí huyết hoàng ba khỏa chiết khấu chính bán. Thiên tài võ giả lớp huấn luyện, thành tựu võ giả mộng tưởng. Trên ven đường, giữa quảng trường công viên, cũng bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt phi phàm, cùng kiếp trước làm như thật mà không phải. Bác gái múa quảng trường biến thành mẹ võ đại quảng trường, từng người theo tiết tấu luyện tập quyền pháp cơ bản cường thân kiện thể cách đó không xa các đại gia tản bộ hoặc là khoe cơ bắp hoặc là dạy cháu trai luyện võ hơn nửa giờ sau lâm bình an bước vào một cái cũ kỹ tiểu khu trên đường gặp được quen thuộc láng giềng sau mỉm cười chào hỏi sau đó trở lại quen thuộc trong nhà đem cặp sách vừa để xuống làm một ít công tác chuẩn bị nằm ở trên giường bắt đầu nghiên cứu khởi hệ thống Giá trị văn minh là ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh, trong đó cũng bao gồm niềm tin, cảm xúc. 124 điểm hiện có cũng đến từ ảnh hưởng và danh tiếng của hắn từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Ngay sau đó, ý niệm vừa động, lựa chọn tiến vào trong không gian sáng tạo. Trong nháy mắt, Lâm Bình An cảm giác bản thân linh hồn ý thức phản phất tiến vào một cái thuần trắng không gian. Vô biên vô hạn mênh mông vô ngần. Theo ý niệm bắt đầu khởi động, thuần trắng không gian cũng xuất hiện biến hóa. Đảo mắt, nơi này biến thành một cái thư viện thật lớn, đây là Lâm Bình An 18 năm qua ngốc được nhiều nhất địa phương, cũng là trong tiềm thức quen thuộc nhất hoàn cảnh. Trong thư viện, trên giá sách mỗi một quyển sách, đều là hắn đã từng đọc qua. Tìm thư uyển www.giaosusun.com sau đó, lại là một cái ý niệm, trước mặt xuất hiện một cái khác chính mình, không có ý thức nhưng có thể điều khiển, trên người còn tản mát ra kinh mạch huyệt vị quan huy. Thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Bình An nhếch lên, mỉm cười. Năng lực sáng tạo không gian quả nhiên cường đại, nếu như tinh thần lực đầy đủ, hắn có thể phân thân vô số, gia tốc quá trình sáng tạo nhanh hơn. Huống chi, vật thí nghiệm thí nghiệm công pháp, coi như là hao tổn vô tận. Từ đó về sau, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu suy diễn thí nghiệm. Trong đầu không ngừng xuất hiện các loại xem qua võ đạo tri thức, công pháp tiến độ từng chút một tăng lên hoàn thiện. 58, 59, 60. Trong thoáng chốc, Lâm Bình An đã không cảm giác được thời gian trôi qua, hết sức chăm chú tại sáng tạo công pháp thượng. Không ngừng điều chỉnh, thử sai, nghiên cứu, phát triển. Rốt cục, tiến độ từ đi tới 100%. Trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở xuất hiện đinh thành công sáng tạo ra hoàn cấp công pháp chưa đặt tên gọi thống khổ ma thân là được rồi chỉ có trải qua thống khổ mới có thể đúc thành vĩ đại tương lai theo lâm bình an thì thào tự nói trước mắt xuất hiện biến hóa mới công pháp danh thống khổ ma thân đẳng cấp công pháp hoàn cấp đi sang ác khuyết tật ưu điểm độ khó cực thấp không tư chất cũng có thể tu luyện thời gian vận hành càng dài tốc độ tu luyện khí huyết càng nhanh, không hạn mức cao nhất. Tác dụng phụ Thời gian chạy càng dài, cảm giác đau càng mạnh, cơn đau cao nhất không giới hạn, và cơn đau kéo dài có xu hướng gây nghiện và ngày càng nghiêm trọng, trong trường hợp cực đoan, có thể đau đến chết. PS Các loại thống khổ, tận thêm thân ta. Chương 03 Thái quá tác dụng phụ, 5 phút thể nghiệm sinh nở thống khổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi công pháp mới ra lò lâm bình an lập tức chuẩn bị thể nghiệm một phen đương nhiên cũng không phải ở bên ngoài chân thân tiến hành thể nghiệm mà là chuẩn bị trước tiên vận hành trong sáng tạo không gian ở chỗ này cho dù là xảy ra vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng bên ngoài bản thể có đôi khi vẫn là ổn định một tay tốt hơn lâm bình an khoanh chân mà ngồi nhắm mắt vận khởi thống khổ ma thân công pháp khí huyết theo đó mà động một phút sau toàn thân xuất hiện cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Hai phút sau. Cảm giác đau đớn tăng lên. Tốc độ tu luyện gấp ba lần. Ba phút sau. Thống khổ tăng cường trên diện rộng. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp bốn lần. Bốn phút sau. Thống khổ lại tăng cường trên diện rộng. Tốc độ tu luyện gấp năm lần. Năm phút sau. Mức độ thống khổ tiếp cận cấp 12 cũng chính là cảm giác đau đớn khi sinh con. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 6 lần. 8 phút sau, Lâm Bình An vẽ mặt hoài nghi nhân sinh tê liệt ngã trên mặt đất, cả người hai mắt vô thần mà dại ra. Thật lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại. Ơ, ờ, cái này. Cái này. Cái này. Cái này tác dụng phụ cũng quá đáng. 5 phút đồng hồ sẽ cảm nhận được đau đớn khi sinh con đau hơn ta tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Cho dù là miễn dịch linh hồn thống khổ, vẫn khó như vậy. Đồ chơi này để cho người khác tu luyện đi. Chờ phản hồi là được rồi. Thật sự là choáng ván đầu, rõ ràng có đơn giản hình thức không cần, nhất định phải khiêu chiến địa ngục tử vong hình thức. Lâm Bình An rời khỏi sáng tạo không gian, cầm lấy bên người điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian. Cũng giống như trước khi tiến vào, không kém chút nào không có thời gian tiêu hao hay là tỷ lệ quá lớn căn bản không đủ một giây quên đi sau này chậm rãi nghiên cứu đi di chứng trên thân thể sau khi ra khỏi không gian liền toàn bộ biến mất điểm này cũng không tệ sau đó lâm bình an ý niệm khẽ động lần nữa câu thông thiên đạo internet tinh thần ý niệm lần nữa tiến vào một cái khác thế giới giả định bên trong cái gọi là thiên đạo mạng lưới là võ đạo đại năng cùng nhân tộc ý thức câu thông thành lập chủng tộc nội tình một trong, có chút tương tự với thế giới trước đưa ra nguyên vũ trụ khái niệm. Chỉ cần thân ở nhân tộc thế giới, thiên đạo ý thức chạm đến chỗ, liền có thể dùng tinh thần lực câu thông tiến vào trong đó. Thời gian trôi qua tương đương với tỷ lệ thời gian bên ngoài, cần phải tiến hành trong môi trường an toàn. Trong mạng lưới thiên đạo, có thể tiến hành mua sắm công pháp, trao đổi tình báo, tuyên bố nhiệm vụ vân vân nhưng sau khi đăng nhập vào, sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực, người bình thường căn bản ở không được bao lâu. Người bình thường, một lần cũng có thể tiến vào một giờ, vả lại sau khi tiêu hao xong, phải trì hoãn hồi lâu mới có thể khôi phục tinh thần lực. Khi võ đạo cảnh giới tăng lên, tinh thần lực theo đó tăng cường về sau, có thể ở lại thời gian sẽ càng ngày càng lâu. Bởi vậy, Lâm Bình An tối đa chỉ có một giờ thời gian, hệ thống bảo vệ hắn tinh thần lực miễn dịch ngoại lai công kích, nhưng không có nghĩa là sẽ không tự mình tiêu hao thời gian gấp nhiệm vụ nặng không lãng phí thời gian nữa lâm bình an nhìn cũng không nhìn trước mắt hoa cả mắt tin tức trực tiếp liên hệ thiên đạo internet tiến hành công pháp chứng thực theo tinh thần lực biên soạn thống khổ ma thân tương quan nội dung xuất hiện hơn nữa hình thành một quyển công pháp thư ngay sau đó nhấp vào đệ trình công pháp biến mất không thấy bóng dáng cùng lúc đó trong một không gian không biết nào đó sau khi một đạo ý chí không biết tiếp nhận được nội dung công pháp tương quan bắt đầu tiến hành thôi diễn nghiệm chứng một phần vạn giây sau bất ngờ không kịp đề phòng dựng lại một cái chớp mắt ngay sau đó lại lần nữa khôi phục bình thường mà bên kia lâm bình an trước mặt biểu hiện ra chứng thực thành công chữ đồng thời tin tức liên quan đến công pháp xuất hiện công pháp danh xưng thống khổ ma thân đi sang Khuyết tật, đẳng cấp công pháp. Hoàn cấp, mức độ khó khăn. Không ngôi sao, tốc độ tu luyện. Mười tinh, ảnh. Star, cùng lúc đó, ở trong không gian này, Lâm Bình An mặt bản bên cạnh xuất hiện một cái đại biểu cho một tinh văn minh sư thân phận lóe sáng tiêu chí. Hơn nữa, công pháp tuyên bố công năng, cũng vào giờ phút này đối với hắn tiến hành mở ra. Thấy vậy, hắn tiến vào phát hành, phía trên chỉ có một lựa chọn có thể điều chỉnh đó chính là giá cả. Thiên đạo trong mạng lưới bán bán công pháp, thiên tài địa bảo, vũ khí vật phẩm, toàn bộ dùng điểm công huân tiến hành giao dịch. Mà điểm công huân bắt nguồn đa dạng, chém dết dị tộc, hoàn thành nhiệm vụ người khác tuyên bố vân vân đều có thể đạt được. Cái gọi là dị tộc, chính là yêu tộc, hình tượng khác nhau, chủng tộc khác nhau, có được năng lực thiên phú khác nhau, là địch nhân lớn nhất của nhân tộc. Chiến lược thực tế của vạn tộc vượt xa siêu nhân tộc, cũng chính là nội bộ không hợp mới cho nhân tộc cơ hội thở dốc. Lâm Bình An thử điều tiết một chút, phát hiện giá thấp nhất chính là một điểm công huân, liền đem giá bán là một điểm công huân, tiến hành tuyên bố. Nếu có thể phát hành miễn phí, hắn tuyệt đối sẽ miễn phí. Tương đối mà nói, điểm công huân đối với hắn cũng không có giá trị cao như vậy, để cho càng nhiều người tu luyện sáng tạo ra công pháp, đề cao độ phổ cập mới có thể đạt được càng nhiều điểm văn minh đây mới là ưu tiên hàng đầu của Lâm Bình An. Tài nguyên cái gì, hoàn toàn không sao cả, dựa vào người khác tu luyện phản hồi, liền đủ để đạt được vô số lần tự thân tốc độ tăng lên. Tư chất thấp, cho dù là dùng ra thiên tài địa bảo, cũng là làm nhiều công ích. Có chút bình cảnh, chỉ dựa vào chính hắn, căn bản đừng nghĩ đột phá. Hoạt động bán lẻ, mới thật sự là vương đạo. Tìm thư uyển www sinh com đương nhiên tuân theo ổn thỏa để cho, Lâm Bình An cũng không có sử dụng tên thật, mà là lấy Long tuyên bố đi ra ngoài. Tên Mã Giáp cũng rất vi diệu, gọi là chiến sĩ tình yêu. Ở Lâm Bình An xem ra, môn công pháp này có thể làm cho càng nhiều người cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại. Chiến sĩ tình yêu, danh xứng với thực. Hiện nay mà nói, thực lực thấp nhỏ yếu, vẫn không thể quá kiêu ngạo. Dù sao, nhân tộc nội bộ cũng không phải như vậy hòa bình, không biết bao nhiêu tà giáo đồ ẩn giấu nếu không năm đó cha mẹ hắn cũng sẽ không vì vậy mà gặp phải tai họa bất ngờ tuyên bố thành công về sau lâm bình an liền rời khỏi thiên đạo internet không có tiếp tục nhàn xem cũng không có tiếp tục chờ đợi kết quả tinh thần lực tiêu hao hết sạch tư vị cũng không dễ chịu hắn đã từng thể nghiệm qua loại cảm giác này liên tục mấy ngày trạng thái uể oải thật sự là mất nhiều hơn được mười mấy giây sau Lâm Bình An ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Kế tiếp để thời gian nghiệm chứng hết thảy, Ta giáo đồ đáng chết. Chờ đi, ta sẽ khiến đám hỗn đảng các ngươi trả giá đắt. Năm đó cùng chi liên quan người cũng đồng dạng một cá biệt muốn chạy, toàn bộ đều phải chết. Nói xong, hắn hạ thân đi tới phòng khách, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tu luyện công pháp thống khổ ma thân mặc dù nói trước đó đã từng nói cái gì để cho người khác tu luyện, chính mình không làm mà hưởng, chịu không được những thống khổ kia. Nhưng trên thực tế, 18 năm không có hy vọng, hiện giờ có hy vọng, chỉ là một ít thống khổ, căn bản không tính là gì. Bên kia, trên mạng thiên đạo, tân công pháp xuất hiện, cũng bắt đầu dần dần bị người phát hiện. Dù sao, cái khác tạm thời không nói, cái kia không tin tu luyện độ khó, cùng với 10 tin tốc độ tu luyện, liền đủ để làm người chú ý. Chương 04 Công pháp nóng nảy, vô số cấp thấp võ giả tại chỗ xã hội tính tử vong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Huống chi, định giá còn thấp như vậy, rất nhiều điều kiện tổng hợp so sánh, quả thực có thể nói là thái quá. Người thứ nhất phát hiện công pháp, chính là một võ giả nhị phẩm. Tên là Triệu Hùng. Giờ phút này, hắn đang nhìn tin tức trước mắt kinh hô không thôi. Di, ta. Ta. Trời ạ, à, đây là công pháp hoàn cấp mới xuất hiện. Độ khó tu luyện không sao. Tốc độ tu luyện 10 sao. Quá thái quá. Lại có loại công pháp tu luyện này. Rốt cuộc là vị đại năng võ đạo nào biên soạn. Chiến sĩ tình yêu. Đây là áo di. Lê của vị đại năng nào. Sao chưa từng nghe nói qua. Ai. Giá bán giá bán chỉ cần một giá trị công huân trời ạ à, mua nhất định phải mua trong một ý niệm nhị phẩm võ giả triệu hùng đã xét đánh không kịp bưng tai đem công pháp mua lại trong mạng lưới thiên đạo vô luận là mua cái gì cũng không cần lo lắng bị lừa mỗi một môn công pháp mỗi một loại thiên tài địa bảo mỗi một loại thần binh lợi khí đều bị trải qua nhân tộc ý chí kiểm tra đo lường về sau mới sẽ đặt ở phía trên hàng thật giá thật, từ căn nguyên ngăn chặn khả năng lừa gạt. Mua xong, công pháp nội dung xuất hiện ở trước mặt, nhị phẩm võ giả khẩn cấp tiến hành xem xét, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra kinh hô. Như vậy. Thì ra là như vậy. Hay cho kiếm tẩu thiên phong. Không hổ là công pháp thần kỳ do đại năng sáng tạo. Không thể tưởng được, hoàn toàn không thể tưởng được có thể như vậy, thật sự là quá kỳ lạ. Ghi chú cuối cùng lại viết sẽ có một chút đau. Này! Võ giả chảy máu không rơi lệ, đau đớn có đáng là gì? Thả mạnh miệng xong, xác nhận nhớ rõ ràng nội dung sau, nhị phẩm võ giả triệu hùng liền lập tức rời khỏi thiên đạo Internet, chuẩn bị bắt đầu tu luyện môn này thần kỳ công pháp. Trong luyện võ trường tư nhân rộng rãi, triệu hùng khoanh chân ngồi, vận hành. Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, thống khổ không ngừng tăng lên đánh úp lại, triệu hùng nhíu mày, dần dần cắn chặt hàm răng. Ba phút, năm phút bảy phút ngao 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 a a đệt đau 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 chết ta rồi mấy phút sau triệu hùng cả người tê liệt trên mặt đất không ngừng tru lên mẹ nó cái này cái này gọi là đau một chút công pháp này có độc thật lâu sau mới tỉnh táo lại thở hổn hển bò dậy nhìn vết nước động vừa rồi Giờ khắc này, Triệu Hùng lâm vào trầm mặt, sau đó, chửi ầm lên. Bệnh thần kinh đi. Đây là ai khai phá công pháp? Lừa gạt A. À. Cùng lúc đó, trúng chiêu cũng không đơn thuần Triệu Hùng một người, rất nhiều tam phẩm trở xuống võ giả sau khi nhìn thấy, đều nhìn không được mua xuống nếm thử một phen. Những thứ khác tạm thời không đề cập tới, độ khó tu luyện không sao do mạng lưới kiểm tra đo lường đưa ra, tốc độ tu luyện 10 sao, còn có giá bán một công huân không mua thì phí. Sau khi nhìn thấy, không mua quả thực thiếu máu. Cũng chính bởi vì như thế, toàn bộ đại hạ, các thành thị đều vang lên tiếng kêu trên thống khổ liên tiếp. Vô số võ giả nếm thử cảm giác thống khổ đến sâu trong linh hồn. Trong đó, bên cạnh không ai còn tốt, đau đớn còn chưa tính, nhưng có một ít quỷ xui xẻo, trực tiếp nếm thử ở nơi công cộng. Vẹn vẹn vài phút, liền lập tức trải qua một đợt bắn chết. Tiếng kêu trên thống khổ là tra tấn thân thể, ánh mắt dị thường của người bên ngoài là công kích tinh thần. Trên mạng thiên đạo, lượng mua công pháp hoàn cấp không ngừng tăng lên. Phàm là mua được người, liền không có chịu được hấp dẫn, tất cả đều trước tiên xem xong thử tu luyện. Sau đó, qua một đoạn thời gian, có một bộ phận võ giả thể nghiệm được so với sinh nở đau đớn còn khắc sâu thống khổ về sau, nhau nhau trở về nhắn lại. Trời ạ, à, công pháp này quá thần kỳ tuyệt đối là đại năng sáng tạo mới một công huân thật sự là quá tuyệt vời không sai tốc độ tu luyện quả thực vượt quá tưởng tượng căn bản không dừng lại được phải tiếp tục tu luyện tin ta mọi người tin ta mua nó tuyệt đối không sai môn công pháp thống khổ ma thân này tuyệt đối là công pháp hoàn cấp mạnh nhất hoàng mỹ vô khuyết tuyệt đối là hoàng mỹ vô khuyết môn tu luyện công pháp này đem các phương diện đều cân nhắc đến không tiến tốc độ tu luyện nhanh càng có thể ma luyện ý chí võ đạo không sai thái quá nhất chính là vô luận tư chất thấp cỡ nào đều có thể tiến hành tu luyện có thể nói là mộng ảo không biết tại sao chỉ cần võ giả tu luyện qua đều lựa chọn quên đi cảm giác thống khổ khi tu luyện hết sức ca ngợi tiến hành thổi phồng chính mình dầm mưa cũng phải xé ô của người khác phàm là võ giả trúng chiêu, tất cả đều dùng hết khả năng lừa gạt càng nhiều người mắc mưu mua. Trong lúc nhất thời, môn này hoàn cấp công pháp, thống khổ ma thân, nhiệt độ càng ngày càng cao, bài danh càng ngày càng gần phía trước, khiến rất nhiều tam phẩm trở xuống võ giả tranh nhau mua. Thành phố Thiên Hoa, trong võ quán Long Tượng Một gã bởi vì đánh giá lựa chọn mua, nếm thử tu luyện thống khổ ma thân võ giả huấn luyện viên, đang thống khổ kêu trên. Đau 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 a à, a à, à. Mẹ ơi! Đau chết con rồi! Thật lâu sau, đứng dậy, hắn nhìn vết nước trên người, lại nhìn một đám học viên cách đó không xa len lén hướng bên này ngắm. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả người tâm tính có chút sụp đổ. Mười mấy giây sau, huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn lướt qua, xoay người đi về phía phòng dầm mưa, chuẩn bị tẩy rửa một phen. Nhìn từ phía sau, bước chân có chút lảo đảo mặc dù nói lúc tu luyện sẽ không tạo thành tổn thương thân thể, nhưng cực hạn thống khổ, như trước làm cho chân bụng phát run. Cho dù đã là võ giả nhập phẩm, cũng không thể ngoại lệ. Tìm thư uyển www chấm com xa xa, các học viên thấy huấn luyện viên rời đi, lập tức bắt đầu nghị luận. Trời à, vừa rồi huấn luyện viên Lý làm sao vậy? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma sao? Bỗng nhiên kêu thảm như vậy không nghĩ tới lý huấn luyện viên bình thường như vậy rắn rỏi người cương nhiên sẽ sợ đau ha 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 cười chết đi được ta cũng nghĩ như vậy cùng một cảnh tượng tương tự xảy ra ở nhiều nơi khác nhau mấy giờ sau theo trúng chiêu võ giả càng ngày càng nhiều trên thiên đạo internet phía dưới bình luận bình luận lại rốt cục có biến hóa mới các ngươi đám gia hỏa này đều là súc sinh môn công pháp này quả thực hố chết người a à, cũng quá đau cũng rất thái quá. So với ta trọng thương sắp chết lần đó còn thống khổ gấp 10 lần, đây là người có thể tu luyện công pháp. Vừa tu luyện 5 phút đồng hồ đã có loại cảm giác muốn sinh con, lão nương còn tưởng rằng lại trở lại phòng sinh đây, rốt cuộc là ai khai phá môn công pháp này? Mà ở phía dưới những bình luận không giống nhau này, vô số võ giả bị hại vui sướng khi người gặp họa tiến hành phản bác. Thân là một võ giả, chút đau này tính là gì? ta hoàn toàn không có cảm giác không sai không phải là sinh con đau sao cũng không có gì ghê gớm sợ đau tính là võ giả gì thật sự là cười chết còn có võ giả sợ chút đau nhỏ này các ngươi chính là tốc độ tu luyện có tăng lên hay không a à. chỉ là một chút đau đớn mà thôi muốn đạt được thực lực phải trả giá một chút huống chi chỉ là như thế mà thôi so với những thứ khác môn công pháp này quả thực giống như thần thống khổ chẳng qua là nhu yếu phẩm rèn luyện ý chí võ đạo mà thôi chương không năm công pháp phản hồi một dạ khí huyết lật ba lần liên tục tiến hành năm lần tôi thể bạn đang nghe tại truyện chấm audio mà bên kia vừa mới tu luyện xong hai lần công pháp lâm bình an đang vô lực tê liệt ngã xuống sàn nhà trước sau hai lần tu luyện khí huyết giá trị liền tăng lên vài điểm tuy nói có chút thống khổ nhưng cũng coi như đau đớn cũng vui vẻ từ rất lâu trước đây vô luận như thế nào tu luyện đều không tăng lên về sau liền cũng không còn có thể hội qua loại cảm giác này lâm bình an mở ra hệ thống mặt bản nhìn phía trên tin tức khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tuy nhiên đúng lúc đó hắn bỗng nhiên phát hiện khí huyết giá trị hạn mức cao nhất bỗng nhiên trống rỗng dâng lên một điểm đồng thời trong cơ thể khí huyết cũng có tăng lên Thấy vậy, suy tư trong chớp mắt, Lâm Bình An cũng đã nghĩ đến nguyên nhân. Đây là có võ giả bắt đầu thử tu luyện thống khổ ma thân. Bây giờ là phản hồi tu luyện. Tự lẩm bẩm, khí huyết giá trị cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. 63 thẻ 64 thẻ 65 thẻ Không ngừng tăng lên, không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt, cũng đã đột phá 70 tạp, hướng 80 tạp đi về phía trước. Đối với việc này, Lâm Bình An cũng thập phần hưng phấn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tiền lời tới nhanh như thế. Đợt này, trực tiếp bắt đầu cất cánh. Ngoài ra, khi hoàn thiện môn công pháp này, giá trị văn minh đã tiêu hao không còn, cũng bắt đầu tăng trưởng. Mươi giờ Hai mươi giờ Năm mươi giờ Một trăm giờ Càng về sau, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Bất quá, giờ phút này Lâm Bình An cũng không có thời gian xem xét những thứ kia, theo thời gian tùy thời, hắn tự thân khí huyết giá trị hạng mức cao nhất, dĩ nhiên tiêu thăng tới hơn 90 tạp. Mà trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp đi tới giá trị 100 thể này. Bình thường mà nói, chuẩn võ giả cực hạng chính là 100 tạp khí huyết, có thể tiến hành tôi thể, hơn nữa trực tiếp đột phá trở thành nhất phẩm võ giả. Đương nhiên, cũng có thể không đột phá, tiếp tục tu luyện khí huyết giá trị tiến hành lần thứ hai rèn thể, ba lần rèn thể các loại cực hạn thao tác. Giai đoạn đầu rèn thể số lần càng nhiều, hậu kỳ nhập phẩm chiến lực càng mạnh, đột phá bình cảnh cũng càng dễ dàng. Những thứ này cũng là thuộc về những kia tư chất siêu cường võ đạo thiên kiêu thường quy thao tác. Đối với những này tương quan võ đạo tri thức, đã sớm đem vườn trường trong thư viện tạng thư xem xong Lâm Bình An, tự nhiên toàn bộ biết được nhất thanh nhị sở. Trước kia bởi vì tư chất vấn đề, hắn căn bản tu luyện ra nhiều như vậy khí huyết giá trị, không có tri thức mà không có đất dụng võ. Hiện nay, vạn sự đã chuẩn bị, tự nhiên cũng muốn leo lên võ đạo cực hạn. Mọi việc, cũng muốn làm được tốt nhất. Mặc dù không phải võ đạo thiên kiêu, mặc dù tư chất có xu hướng gần như không, nhưng tại văn minh sư hệ thống trợ giúp hạ, Lâm Bình An cũng chuẩn bị cùng thiên thí so cao. Đến 100 tạp khí huyết giá trị hạng mức cao nhất về sau, Lâm Bình An khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dựa theo trong đầu tri thức, tiến hành một lần tôi thể. Khí huyết chấn động, không ngừng ở trong cơ thể du tẩu, đồng thời, trên người tạp chất không ngừng từ trên da bài xuất. Trước sau không tiêu một lát, một lần tôi thể hoàn thành, mở hai mắt ra, phản phất có một đạo tinh quang hiện lên. Nhưng mà, vừa mới hoàn thành tôi thể, giá trị khí huyết liền tăng lên. Một trăm linh một thẻ. Một trăm linh hai thẻ. 103 thẻ. Cũng không lâu lắm, cũng đã đi tới 115 tạp khí huyết hạng mức cao nhất, đây là lần thứ hai tôi thể số trị. Võ giả bình thường muốn từ 100 tạp tu luyện tới 115 tạp, ít nhất phải một tháng thậm chí mấy tháng mới được. Mà hiện tại, Lâm Bình An chỉ dùng mười mấy phút. Đến lúc này, lần thứ hai tôi thể cũng chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, thiên đạo trên mạng, về hoàn cấp công pháp, thống khổ ma thân về nhiệt độ không ngừng đề cao, lượng mua sắm số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Thí nghiệm giả cũng từ tam phẩm trở xuống vỏ giả quần thể, bắt đầu dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Một ít người bình thường, cũng nghe nói tin tức, dùng tự thân có hạn đăng nhập thời gian, lên thiên đạo Internet lựa chọn mua, hơn nữa tiến hành đọc học tập. Đương nhiên, cùng nhập phẩm võ giả bất đồng, người bình thường tốc độ học tập không có nhanh như vậy, ít nhất phải tốn nhiều ngày đi vào nhiều lần mới có thể học xong nhớ rõ ràng công pháp nội dung về những thứ này dẫn đầu nến thử quần thể người bình thường trong đó có chút là bởi vì tò mò có chút là bởi vì vẫn không buông tha võ đạo còn có một ít thì là bị hố tới mà bị hố quần thể trong đó các đại võ quán học viên học sinh lớp bổ túc thậm chí học sinh trung học liền chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nguyên nhân không có nó chỉ là những kia xấu mặt các huấn luyện viên các lão sư, muốn đem môn này thần kỳ công pháp chia sẻ cho những người khác mà thôi. Đương nhiên, bởi vì bị nhìn thấy bộ dáng xấu mặt, muốn nhân cơ hội để cho những người khác cũng bởi vậy mà chết, cũng chiếm cứ một chút trong đó. Tỷ như, Long tượng võ quán lý huấn luyện viên, liền vẽ mặt tươi cười đem thống khổ ma thân đề cử cho tất cả học viên. Hơn nữa không ngừng khoe khoang môn công pháp này thần kỳ cỡ nào, tốc độ tu luyện nhanh cỡ nào, độ khó tu luyện đơn giản cỡ nào, có thể nói là công pháp hoàn cấp thần kỳ nhất đối với việc này các học viên nửa tin nửa ngờ nhưng sau khi đăng nhập mạng thiên đạo nhìn thấy đánh giá cấp sao trên công pháp liền không còn lòng nghi ngờ nữa dưới hưng phấn thậm chí không có nhìn thế nào bình luận liền nhanh chóng dùng một công huân giá trị mua chuẩn bị tiến hành tu luyện đêm đó toàn bộ đại hạ các thành thị trong các phòng khác nhau vang lên càng nhiều tiếng kêu thảm thiết a a a a đau 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 có độc đau quá trời ạ à, công pháp này có độc vì sao tu luyện lại thống khổ như vậy huấn luyện viên lý súc sinh a à, hắn tuyệt đối là cố ý ngao 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 đau đớn đau chết ta rồi trong đó tiếng kêu trên của một bộ phận học viên thậm chí khiến cho cha mẹ chú ý hơn nữa bị cấp bách đưa đến bệnh viện phụ cận kiểm tra thân thể trong lúc nhất thời các đại bệnh viện cũng bởi vậy chật ních vô số thiếu niên thiếu nữ bị cưỡng ép đưa đến nơi này kiểm tra, tìm thư uyển www.giaosusun.com cũng đã trải qua một đợt xả tử. Đối với việc này, vô số người điên cuồng mắng không thôi. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Yêu chiến sĩ. Thần thương mại yêu chiến sĩ. Quả thực chính là thống khổ cùng ma. Chó má, nếu như ta biết người sáng tác là ai, không phải đem hắn cứt đều đánh ra. Hỗn đảng đây là đồ chơi mà con người có thể tu luyện trời ạ à, lui điểm công huân về tất cả những thứ này lâm bình an đang không ngừng rèn thể cũng không biết hoặc là nói cho dù là biết được cũng sẽ không cho là đúng vừa muốn tu hành nhanh chóng lại không muốn chịu thống khổ lấy đâu ra chuyện tốt như vậy hết thảy quà tặng trong vận mệnh đều đã sớm âm thầm đánh dấu tốt lợi thế trừ phi trực tiếp treo buổi tối hôm đó Lâm Bình An trên cơ bản là ở trong phòng tắm vượt qua. Dù sao, cứ cách một đoạn thời gian liền tôi thể một lần, tuy rằng bài xuất tạp chất càng ngày càng ít, nhưng vẫn là như thường cần tẩy rửa. Là một Mỹ thiếu niên, hắn vẫn rất để ý hình tượng. Đêm đó, 115 tạp khí huyết giá trị hạng mức cao nhất, lần thứ hai tôi thể hoàn thành. 130 tạp khí huyết giá trị hạng mức cao nhất, lần thứ ba tôi thể hoàn thành. 150 tạp khí huyết giá trị hạng mức cao nhất lần thứ tư tôi thể hoàn thành 180 tạp lần thứ năm tôi thể hoàn thành càng về sau khí huyết giá trị hạng mức cao nhất dâng lên được càng chậm mà tiếp theo tôi thể cần khí huyết giá trị hạng mức cao nhất giá trị đồng dạng cách xa nhau càng lúc càng lớn lúc mới bắt đầu giữa hai lần tôi thể chỉ cần tăng 15 tạp khí huyết giới hạn trên sau đó tăng lên đến 20 điểm 25 điểm 30 điểm. Độ khó tổng thể tăng trưởng gấp mấy lần, độ khó tăng vọt khó đến thái quá. Chương 06 Sáng tạo công pháp ẩn nắp quyết, tông sư phía dưới nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong một đêm, từ 56 tạp một đường tăng vọt lên 183 tạp, hơn nữa liên tục tôi thể thành công 5 lần. Việc này nếu bị những người khác biết được, tất nhiên sẽ bị khiếp sợ đến tam quan vỡ vụn dù sao nói chung một lần thối thể là thường thấy nhất lần thứ hai thối thể là võ đạo thiên tài lựa chọn đầu tiên mà ba lần thối thể chỉ có không phải bình thường võ đạo thiên kiêu mới có thể làm được giống như năm lần tôi thể loại này quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng thấy huống chi đây còn không phải cực hạn của lâm bình an cuối cùng có thể làm đến trình độ nào cho dù là bản thân hắn cũng không thể biết được ngoài ra giá trị văn minh cũng tăng lên rất nhiều trong một đêm. Lâm Bình An triển khai hệ thống mặt bản, nhìn phía trên con số, lộ ra hài lòng nụ cười. Khí huyết 183 tạp ở năm nữ điệp vụ Prince Principal đã sáng tạo công pháp. Thống khổ ma thân, hoàn cấp, giá trị văn minh. 1369, vào giờ phút này, mặt trời buổi sáng dâng lên, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống. Bên ngoài tiểu khu bên đường phố, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh có chút là dậy sớm mua thức ăn có chút là tiến hành tập thể dục buổi sáng vô luận kiếp trước hay là kiếp này cảnh tượng này đều giống nhau như đúc đi tới bên cửa sổ lâm bình an nhìn ra bên ngoài trong lòng tràn ngập lửa nóng tuy rằng cả đêm đều không ngủ nhưng sau khi liên tục rèn luyện thực lực rất nhanh tăng lên chờ ta cảm giác để cho hắn trầm mê hưng phấn bất quá hai ngày nay vì lý do an toàn vẫn là trước không chuẩn bị ra ngoài. Dù sao trên người này tăng vọt khí huyết không tốt che giấu, thay vì đi ra ngoài lung tung, không bằng trước lại sáng tạo cái công pháp thu liễm che giấu một chút. Trong địa phận thế giới nhân loại cũng không phải hòa bình không lo. Sinh mệnh chỉ có một lần, khi thực lực không đạt tới cấp độ nhất định, cũng không thể tùy tiện sống mù. Sau đó, Lâm Bình An đầu tiên là tiến vào thiên đạo internet bên trong xem xét một chút thống khổ ma thân lượng tiêu thụ tình huống cùng với tương quan nhắn lại bình luận khi hắn nhìn thấy tin nhắn biến hóa nội dung trên mặt lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa ngay sau đó suy nghĩ một chút trên bản tin nhắn bán ra bỏ thêm mấy tin nhắn về phần nội dung mà không phải đánh máu gà chính là đánh máu gà các loại thống khổ gia chương ngô thân chỉ có trải qua đau khổ mới có thể đột phá cực hạn một người đàn ông, nếu như ngay cả thống khổ ma thân cũng không thể duy trì tu luyện tới 5 phút, vậy hắn nhất định là không yêu ngươi. 5 phút thể nghiệm nỗi đau sinh nở, nghiệm chứng người yêu có phải là lựa chọn thiết yếu của đàn ông cạn bã hay không? Phía trước cũng coi như bình thường, phía sau tuyên truyền thì có chút thái quá. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Bình An từ thế giới trước lấy được linh cảm, liền cùng chiếc nhẫn kim cương giống nhau, chỉ cần cùng tình yêu vạch bên trên, mặc dù không tu luyện, nữ nhân cũng sẽ buộc tu luyện nói tóm lại vì có thể lên càng nhiều người mua sắm tu luyện thống khổ ma thân lâm bình an coi như là không biết xấu hổ cái gì oai chiêu đều làm ra làm xong những thứ này về sau cũng không nhìn phía trên biểu hiện tư trò chuyện nhắc nhở trực tiếp lần nữa rời khỏi thiên đạo internet sau đó trên giường vừa nằm ý thức đầu nhập văn minh sử hệ thống bên trong sáng tạo không gian liền bắt đầu môn thứ hai công pháp sáng tạo theo thời gian bên trong trôi qua, giá trị văn minh không ngừng tiêu hao. 100 điểm 200 điểm 300 điểm Mà bên kia, tân công pháp tiến độ, cũng từ không bắt đầu, không ngừng tiến hành kéo lên. 10 30 50 Sáng tạo không gian bên trong không biết qua bao lâu, văn minh giá trị cũng tiêu hao hơn 700 lúc, tầng công pháp rốt cục đạt tới 100%. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới đinh thành công sáng tạo ra huyền cấp công pháp chưa đặt tên thấy vậy lâm bình an ý niệm vừa động đem đặt tên hoàn thành trong nháy mắt tin tức liên quan xuất hiện trước mắt công pháp danh ẩn nấp quyết đẳng cấp công pháp huyền cấp loại công pháp đặc biệt ưu điểm thu liễm toàn thân khí huyết có thể điều tiết hiển lộ khí huyết trị số cao nhất thậm chí có thể thu liễm toàn bộ khí tức hạ thấp tự thân tồn tại cảm. Tác dụng phụ. Không có hiệu quả đối với võ giả thất phẩm trở lên. PS. Cậu lên, đủ tư cách lão âm bức chuẩn bị năng lực. Có thể là giá trị văn minh đầu tư tương đối nhiều, hoặc là tính cách lâm bình an tương đối cẩu thả. Lúc này đây, lại thành công sáng tạo ra huyền cấp công pháp. Căn cứ dĩ vãng học qua tri thức, ngoài mặt mà nói, công pháp chia làm 4 cấp. Phân biệt là thiên cấp Địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. Hoàng cấp công pháp, áp dụng cho võ giả nhất phẩm đến tam phẩm đê giai. Huyền cấp công pháp, đối ứng với võ giả tứ phẩm đến lục phẩm trung giai. Địa cấp công pháp là thất phẩm tông sư cùng bát phẩm đại tông sư. Mà công pháp thiên cấp cao nhất, bình thường là cửu phẩm tuyệt điên chi cảnh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Về phần còn có hay không đẳng cấp cao hơn, Lấy Lâm Bình an giai cấp tạm thời không tiếp xúc được những tình báo kia. Dù sao, hắn luôn cảm thấy trên thế giới này nước nhất định không cạn. Cũng chính bởi vì như thế, mới từ nhỏ đều duy trì tâm tính vừa ổn vừa cẩu thả. Ngoại trừ danh tiếng cần thiết, có thể không ra thì tận lực không ra. Thiên tài thiên kiêu thì có thể như thế nào? Thiên kiêu nổi danh trong nhân tộc, cũng có không ít người còn chưa trưởng thành, liền chết non như vậy. Sinh mệnh chỉ có một, cũng chỉ có một lần, thù cha mẹ còn chưa báo nhất định phải ổn định tâm tính nghĩ vậy lâm bình an hơi bành trướng tâm lý liền lần nữa bình tĩnh không ít sau đó bắt đầu luyện tập môn công pháp ẩn ẩn quyết này tuy rằng độ khó này không thấp nhưng đối với lâm bình an lại không tính là cái gì trên thực tế hắn liền giống như một cái thiên tài thiên khoa ngộ tính nghịch thiên càng cốt lại rác rưởi đến gần như không có trước kia khí huyết giá trị không đủ Công pháp lại thuần thục cũng vô dụng. Hiện nay, bổ sung khuyết điểm sau, trực tiếp nở rộ thuộc về hắn vốn có thiên kiêu quan huy. UU đọc sách veducveducveduc.ukansu.net trên thực tế, mặc dù không có cái này văn minh sư hệ thống đến, Lâm Bình An giống nhau sẽ nghịch thiên cuộc khởi, chẳng qua thời gian sẽ đẩy lùi một ít, quá trình cũng sẽ càng thêm gian nan một ít. Nửa giờ sau, huyền cấp công pháp ẩn ẩn quyết cũng đã hoàn toàn nắm giữ, sau đó vận hành công pháp, khí tức quanh thân có chút dũng mãnh, trong nháy mắt liền thu liễm rất nhiều. Bên ngoài hiển lộ ra khí huyết giá trị đại khái khí tức, đồng dạng giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, so với 64 giờ trước, vấn đề cao không ít, đại khái khoảng 80 giờ. Thực lực không cách nào vĩnh viễn ẩn giấu đi, vì tiếp xúc cao hơn tầng thứ võ đạo tri thức, vẫn là muốn hiển lộ một ít. Nếu không, giấu giếm đến ngay cả cao đẳng học viện đều thi không đậu, vậy thì thật thành chuyện cười trước mắt mà nói huyền cấp ẩn nấp quyết đã đủ dùng thiên dương thành bất quá là cái tam tuyến thành thị nhỏ mà thôi trung học hiệu trưởng cũng bất quá tam phẩm cảnh võ đạo hiệp hội hội trưởng nhiều nhất cũng chính là tứ phẩm ngũ phẩm trình độ đừng nói thất phẩm cảnh trở lên tông sư đại tông sư liền ngay cả lục phẩm cảnh đều không có một cái có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra tình huống ai cũng đừng nghĩ nhìn thấu lâm bình an ngụy trang dù sao, năm lần tôi luyện thể thực lực mạnh bao nhiêu tạm thời không nói, ngược lại là ở ẩn nấp năng lực phương diện, hắn trước tiên điểm đến mảng cách trạng thái. Trên mạng thiên đạo, thống khổ ma thân công pháp lượng tiêu thụ, còn đang không ngừng tăng cao, phàm là mua qua chịu khổ võ giả cùng người bình thường, luôn là trước tiên đem tiến hành đề cử. Có khổ cùng ăn, có nạn cùng chịu, chính là như thế. Trong lúc đó, còn xảy ra không ít chuyện xưa dỗ dành đại hiếu, cũng bởi vậy mà xuất hiện đợt kêu thảm thiết thứ hai. Chẳng qua, vòng này không phải bởi vì tu luyện công pháp, mà là đến từ lão phụ thân cầm trong tay bảy con sói yêu thúc dục. Chương 7 chín lần tôi thể, đột phá một phẩm, khí huyết lật ba lần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vài ngày sau, theo danh tiếng của hoàng cấp công pháp thống khổ ma thân tiến thêm một bước lên men, càng ngày càng nhiều người lựa chọn mua thưởng nguyên nhân chính là như thế gần đây toàn bộ đại hạ thường xuyên xuất hiện các loại kêu thảm thiết vô số võ giả cùng người thường đều gặp tai ương trong đó tuyệt đại bộ phận sau khi nếm thử một lần liền không chút do dự buông tha nhưng trong đó cũng có không ít người vẫn kiên trì tu luyện môn công pháp này hơn nữa còn tôn sụng nó là tồn tại như kinh thánh dù sao đối với những người tư chất kém cỏi thậm chí không có tư chất mà nói đây là cách duy nhất bọn họ đuổi theo những người khác Đương nhiên, con đường duy nhất cũng không chính xác, phải nói là con đường duy nhất có thể tiếp nhận có thể đạt được. Thay đổi tư chất phương thức khác, phục dụng thiên tài địa bảo, đại tông sư trở lên cường giả hao phí khí huyết tẩy mạch các loại phương thức, căn bản không thực tế. Một số người được sinh ra ở dôm, một số khác được sinh ra với gia súc và ngựa. Vô luận là thời đại nào, chúng sinh bình đẳng đều chưa từng tồn tại. Mà hiện nay, môn hoàng cấp công pháp này quả thực chính là một đạo quan nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù nói đẳng cấp không cao, nhiều nhất tu luyện đến cảnh giới tam phẩm, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, điều này đã đủ để thay đổi nhân sinh. Trên mạng thiên đạo, càng ngày càng nhiều tin nhắn cảm ơn xuất hiện. Viva Mighty, nó giống như một tia sáng chiếu sáng cuộc sống của tôi. Chỉ là một chút thống khổ, căn bản không sao cả. Thống khổ chỉ là chất dinh dưỡng vốn hai bàn tay trắng hiện tại thắp sáng thế giới rất nhiều người bình thường vốn là võ giả vô vọng nhào nhào ở đây biểu đạt cảm kích phát ra từ sâu trong nội tâm bất quá trên thế giới vĩnh viễn không thiếu xà tinh đồng dạng có chút vô số đại não phát dục không hoàn thiện tồn tại trong hiện thực bọn họ khúng lúng trong mạng lưới thiên đạo lựa chọn trọng quyền xuất kích thôi một môn công pháp hoàn cấp thôi đồ chơi rác rưởi nhiều nhất tu luyện tới tam phẩm, ngay cả trung dài cũng không thể đột phá. Tu luyện thống khổ như vậy, có tác dụng gì? Vốn hạ tam phẩm tu luyện đã không khó. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không có người tu luyện loại rác rưởi này chứ. Mà bên kia, Lâm Bình An đối với cái này cũng không quan tâm, hoặc là nói cũng không quan tâm. Tùy ý những người kia đánh giá như thế nào, dù sao hắn tự như còn một ít tu luyện phản hồi. Những người khác có tu luyện hay không, tất cả đều là chuyện không quan trọng, có người lựa chọn không tu luyện, tự nhiên sẽ có người bắt lấy cơ hội. Dù sao, chịu thiệt cũng không phải hắn. Cùng lúc đó, theo phong ba càng lúc càng lớn. Trong mạng hiện thực, cũng có tin tức liên quan. Từng bài văn, nhanh chóng chiếm cứ các bản xếp hạng tìm kiếm nóng. Trong lịch sử thần kỳ nhất hoàn cấp công pháp, Thống khổ ma thân, tu luyện 5 phút đồng hồ, thể nghiệm sinh nở chi đau. Càng thống khổ, càng cường đại, hạ tam phẩm võ giả phúc âm. Kiểm nghiệm bạn trai có yêu ngươi hay không phương thức tốt nhất, xem hắn có thể hay không kiên trì tu luyện thống khổ ma thân 5 phút đồng hồ. Mạng thiên đạo tuy rằng thuận tiện, cũng thần kỳ hơn mạng hiện thực trăm ngàn lần, nhưng cần tiêu hao tinh thần lực. Tuyệt đại bộ phận người bình thường, trọng tâm vẫn là đặt ở trong hiện thực tinh thần lực tiêu hao không còn cảm giác cũng không dễ chịu một người bình thường ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục thật sự sạc điện vài ngày lo dinh một giờ giống như quả cầu tuyết độ nổi tiếng và độ nổi tiếng tăng lên gấp mấy lần người thử mua công pháp tu luyện đồng dạng cũng tăng lên gấp mấy lần trong thời gian này lâm bình an cũng bởi vậy mà được lợi rất nhiều khí huyết giá trị tăng trưởng nhanh chóng liên tục không ngừng lần lượt đột phá thối thể bình cảnh. 210 tạp khí huyết giá trị hạn mức cao nhất, đột phá lần thứ 6 thối thể. 270 tạp khí huyết giá trị hạn mức cao nhất, đột phá lần thứ 8 thối thể. Cho đến khi đến 300 tạp khí huyết, bắt đầu đột phá lần thứ 9 thối thể. Sau khi đột phá hoàn thành, đến tận đây tiếng không thể tiến, khí huyết hạn mức cao nhất cũng không cách nào tăng lên, đến chuẩn võ giả dạ cảnh giới cực hạn. Kết quả là, không hề ngoài ý muốn trực tiếp tiến hành đột phá tiểu khu cũ nát trong phòng tắm trong nhà lâm bình an khoanh chân mà ngồi dựa theo trong đầu về tương quan võ đạo tri thức tiến hành đột phá nhất phẩm võ giả cảnh giới vài giờ nữa nương theo đột phá thành công khí huyết trong cơ thể xuất hiện thay đổi về chất phản phất thăng hoa hồng cầu tươi nổi lên kim quang nhẹ nhẹ chảy xuôi trừ ra cả người khí huyết hạng mức cao nhất cũng như vậy tăng vọt rào rào rào. Nước chảy xuống, máu bẩn và tạp chất chảy xuôi, theo đó chảy xuống ống nước. Vây quanh khăn tắm đi ra, trên da mơ hồ lóe lên ánh sáng lấp lánh, màu sắc cũng trắng nõn có chút quá đáng. Chiếu soi gương về sau, Lâm Bình An phát hiện bản thân giống như lại đẹp mắt không ít, lại xem ra vẫn còn sinh một loại thiên nhân khí chất. Nếu như nói hình tượng ban đầu của hắn là một tiểu bạch kiểm bình thường, vậy hiện tại có thể xưng là siêu cấp tiểu bạch kiểm cảm thụ được toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, Lâm Bình An trên mặt tràn đầy nụ cười. Bất cứ lúc nào, cảm giác vĩ lực quy về bản thân, luôn luôn sẽ làm cho người ta bởi vậy mà say mê trong đó. Đồng thời, bản thuộc tính, cũng vào giờ phút này rực rỡ hẳn lên. Họ tên Bình An, khí huyết 900 calo võ đạo cảnh giới Nhất phẩm võ giả, chín lần thối thể, hưu xin, lẫn nhau, với nhau Giá trị văn minh năm 1625, chín lần tôi thể đột phá, giá trị khí huyết tiền thư quyển lại tăng gấp 3 lần, căn cứ tư liệu dĩ vãng một lần tôi thể tăng hơn 10 tạp, lần thứ hai tôi thể hơn 30 tạp, ba lần tôi thể cũng nhiều nhất là hơn 50 tạp. Đợt này, một lần tăng trưởng 600 tạp khí huyết, quả thực thái quá. 900 tạp khí huyết trị, cũng sắp vượt qua nhị phẩm đỉnh phong võ giả rồi. Ẩn giấu. Phải ẩn giấu đi môn công pháp thứ hai sáng tạo ra ẩn ẩn quyết, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tiếp theo là rèn cốt cảnh giới hạ tam phẩm, nhất phẩm nhị phẩm có thể lựa chọn rèn luyện tứ chi trên hay tứ chi dưới. Trên tứ chi có 64 khối xương, dưới chi có 62 khối xương, trên dưới không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng hiện nay, công kích tứ chi trên hiển nhiên không quan trọng, vẫn là tu luyện tứ chi dưới đi. Ít nhất lúc đầu, gia tăng tốc độ chạy trốn tốt hơn một chút trước sau chỉ chốc lát, Lâm Bình An đã quyết định phương hướng tu luyện nhất phẩm. Rèn luyện 62 khối xương chi dưới. Phương thức tu luyện hạ tam phẩm rất đơn giản, sử dụng khí huyết cọ rửa từng khối xương cốt, khôi phục giá trị khí huyết, cọ rửa lần nữa, lặp đi lặp lại không ngừng. Làm trên tứ chi toàn bộ xương cốt, hoặc là dưới tứ chi toàn bộ xương cốt toàn bộ rèn luyện đạt tới 90%, đó là nhất phẩm đỉnh phong, có thể bắt tay đột phá nhị phẩm võ giả. Sau đó, căn cứ nhất phẩm lựa chọn trên dưới, nhị phẩm bắt đầu rèn luyện một phương khác, khi tứ chi rèn luyện đều 90% về sau, tức là nhị phẩm đỉnh phong có thể bắt đầu đột phá tiếp theo một cảnh giới. Tam phẩm cảnh giới, rèn luyện xong còn lại 51 khối thân thể cốt cùng 29 khối xương sọ là có thể đến đỉnh phong. Trong thời gian này, mỗi lần rèn luyện hoàn thành một khối xương cốt, giá trị khí huyết hạng mức cao nhất đều sẽ bởi vậy mà tăng trưởng. Tổng thể mà nói, hạ tam phẩm tu luyện khác nhau không lớn. Chỉ ở toàn thân 206 khối xương cốt trèn luyện trình độ cùng khí huyết giá trị hạng mức cao nhất lớn nhỏ. Chương 08 Khiển trách vì ma đạo Trở thành công địch Lâm Bình sao không thèm để ý bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sức chiến đấu phát huy càng là đơn giản, ai chiêu số khí huyết bộc phát càng mạnh, người đó uy lực lại càng lớn thời đại Tân Vũ Tân gần 200 năm, các phương diện tương đối mà nói vẫn tương đối thô ráp. Bất quá, Lâm Bình An hiểu rõ võ đạo tri thức nội dung, đến tam phẩm cảnh về sau, liền như vậy im bặt mà dừng lại. Cao cảnh tri thức, đều tại võ đạo đại học hoặc là văn minh sư đại học bên trong. Tuy rằng võ đạo hạ tam phẩm cảnh tương quan tràn lan truyền ra ngoài, nhưng từ trung phẩm cảnh bắt đầu, liền xuất hiện không nhỏ ngưỡng cửa. Về phần nguyên nhân, đơn giản lũng đoạn phòng bị mà thôi. Những bạn cùng lứa tuổi khác không hiểu, nhưng không có nghĩa là Lâm Bình An làm người hai đời không nghĩ ra. Dù sao, tự nhiên có thêm mười mấy năm lịch duyệt nhân sinh, cũng làm cho hắn càng thêm ổn trọng thành thục, đồng dạng càng thêm giỏi về tự hỏi. Vài phút nữa thôi. Lâm Bình An vận khởi liễm tức quyết, đem khí huyết thu liễm, bên ngoài biểu hiện là 110 điểm tả hữu, giả bộ thành một lần tôi thể bình thường nhất phẩm võ giả dù sao nhất phẩm về sau so với chuẩn võ giả vẫn là có chút bất đồng nếu như ngụy trang được quá phận rất dễ dàng bị người khác nhìn ra không thích hợp như bây giờ không cao không thấp vừa vặn mặc dù ở thành phố nhỏ thiên dương này trước khi thi đại học đột phá cảnh giới nhất phẩm đã có thể xưng là tiểu thiên kiêu nhưng đặt ở trong thành phố lớn lại không tính là cái gì huống chi còn là một lần tôi thể đột phá vậy thì càng thêm tầm thường ở trưởng thành thành võ đạo đại năng trước đó chỉ có một chút nổi bật hoặc là trực tiếp phai nhạc với mọi người mới là vương đạo còn không có báo thù trước không có cảm thụ võ đạo đỉnh phong trước lâm bình an cũng không muốn sớm chết non chết dưới các loại âm mưu cùng lúc đó theo mấy ngày này đi qua bởi vì hoàn cấp công pháp thống khổ ma thân danh tiếng càng lúc càng lớn phạm vi liên quan cũng không chỉ có ở hạ tam phẩm võ giả cùng người bình thường bên trong cũng có không ít trung phẩm võ giả, văn minh sư lựa chọn mua, thử nghiên cứu. Dù sao, cái khác không nói, giá cả quả thật rất rẻ, trực tiếp kéo tới giới hạn dưới, chỉ cần một giá trị công huân, cùng tặng không không có gì khác biệt. Kết quả là, ở các địa điểm khác nhau, đám người gặp nạn tiến thêm một bước mở rộng ra. Ngao. 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 Tà kháo. Cái công pháp nghẹn nghé con này sáng tạo ra. Có bệnh sao? có độc đồ chơi này có độc làm sao có thể thống khổ như thế đáng chết đây là nguyên lý gì tà đạo đây là tà đạo võ giả trung phẩm còn tốt bởi vì quanh năm chiến đấu sức chịu đựng đau đớn kinh người chỉ cần không kiên trì tu luyện không đến mức quá mức thất thố nhưng có chút đê giai văn minh sư lại đổ mốc máu bọn họ cho tới nay đều tại sáng tạo học tập không thế nào ra chiến trường Đột nhiên tới như vậy một lần, trực tiếp mở ra khóc cha gọi mẹ hình thức. Đợt sống này, cũng làm cho bọn hắn đối với người sáng tạo công pháp sinh ra cực lớn bất mãn cùng lửa giận. Trong hiệp hội văn minh sư thành phố nào đó. Tà đạo. Nên ra lệnh cấm môn công pháp này truyền bá. Đúng đúng đúng. Đây là đang tổn thương tương lai của nhân tộc. Công pháp trát rưỡi. Gân gà. Ăn vô vị, vứt bỏ đáng tiếc gân gà. Không sai. Không sai. Hơn nữa định giá chỉ cần một công huân. Quả thực là đang nhiễu loạn giá cả thị trường. Đây là đang mất đi tương lai nhân tộc. Một đám văn minh sư cấp thấp không ngừng tiến hành phê phán, thống khổ ma thân, mỗi người sắc mặt không vui. Trải nghiệm tai ương chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có phần lớn là bởi vì vấn đề định giá. Một công huân giá trị, hiệu quả còn mạnh như vậy, đây là đang ảnh hưởng những người khác sáng tạo hoàn cấp công pháp tiêu thụ mặc dù có khuyết điểm tu luyện thống khổ nhưng điều này vẫn vượt qua vô số công pháp cho dù là văn minh sư địa vị cao sùng cũng sẽ bởi vì những lợi ích này mà dâng lên tâm tranh đoạt tân võ ở chỗ tranh giành tài nguyên phải dựa vào đánh muốn leo lên đỉnh trong lúc đó sẽ tranh phong cùng lúc đó trong phòng làm việc của hội trưởng vài tên lão giả đang thưởng thức trà không chút nào đem tình huống bên ngoài để ở trong lòng tùy bọn họ đi náo loạn đi ngọc bất trác bất thành khí nhìn xem tên văn minh sư mới xuất hiện kia sẽ gây ra bao nhiêu động tĩnh đúng vậy phong khí mấy năm nay quả thật có chút bại hoại vừa vặn để cho con cá nheo này lăn qua lăn lại một chút hừ một đám phế vật ra chiến trường không có can đảm công pháp hữu dụng với nhân tộc không sáng tạo ra được chỉ biết cả ngày làm chút chuyện chó má đảo ngược ngươi liếc mắt một cái ta một câu minh xác biểu hiện ra thái độ của bọn họ mà tất cả những chuyện này những văn minh sư cấp thấp kia hoàn toàn không biết có một số việc vị trí đứng khác nhau nhìn cũng không giống nhau hiện giờ việc này ở những cường giả này xem ra bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi cảnh tượng tương tự phát sinh trong Hiệp hội Văn minh sư các thành phố, trên cơ bản, tất cả đều giống nhau như đúc. Ở mấy ngày kế tiếp, không ít đề giai văn minh sư mượn cái này tiến hành phê phán, hơn nữa biểu đạt đối với môn hoàng cấp công pháp này khinh thường. Có một số, thậm chí công khai khiển trách nó trên nền tảng công cộng, tạo ra ý tưởng đi vào con đường sai lầm. Còn có một ít văn minh sư cấp thấp, thì dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, bưng tư thái lão tiền bối, nói các loại ngôn luận âm dương quái khí nói tóm lại lâm bình an vừa mới tuyên bố vài ngày liền thành công nổ ra một đống ngưu quỷ xà thần tồn tại thiên đạo trên mạng công pháp bình luận bên trong đồng dạng xuất hiện một đống ác ý đánh giá nội dung tất cả đều là phê phán và chỉ trích rập khuôn công pháp trát rưỡi lãng phí thời gian tu luyện thống khổ như vậy đây là đi lên tà đạo mọi người đừng mua Mua xong cam đoan hối hận một giá trị công huân cũng lừa nghèo đến điên rồi sao mẹ nó lui giá trị công huân không ít người bình thường thấy vậy tìm thư uyển đánh trống lui đường cái này một công huân giá trị đối với võ giả mà nói ngược lại không đáng bao nhiêu nhưng đối với người bình thường mà nói vậy thì tương đương với rộng rã một vạn đồng tiền chính xác tỷ lệ giá trị công huân và tiền đại hạ là một một vạn. Võ giả chưa nhập phẩm, hoặc là nói người bình thường hàng năm có hạn mức nhất định trao đổi quyền hạn, vả lại không thể chuyển nhượng cho người khác. Bình thường mà nói, không có muốn hướng võ giả phát triển người bình thường, khả năng cả đời cũng sẽ không sử dụng quyền hạn này. Bên kia, Lâm Bình An không ngừng tiến hành rèn xương, cũng phát hiện có chút không thích hợp. Sau khi nhập phẩm, bởi vì vấn đề chất lượng khí huyết, tốc độ tăng trưởng khí huyết giảm xuống trên diện rộng điều này còn có thể hiểu được dù sao chất biến trước khí huyết cùng chất biến sau khí huyết chất lượng hoàn toàn bất đồng tồn tại một cái tỷ lệ hối đoái nhưng tổng thể mà nói theo ảnh hưởng biến lớn người tu luyện tăng nhiều cũng nên theo thời gian tốc độ tăng nhanh nhưng trên thực tế lại bắt đầu chậm lại thậm chí có xu hướng không hề tăng trưởng nói thật loại tình huống này thật sự không nên xuất hiện lúc này mới vài ngày công pháp chẳng lẽ lựa chọn tu luyện thống khổ ma thân ở người liền đạt tới hạng mức cao nhất? Nghĩ vậy, Lâm Bình An ý niệm vừa động, câu thông thiên đạo Internet, đăng nhập đi lên xem xét tình huống. Cũng vào giờ khắc này, vô số người chú ý lập tức hành động. Chiến sĩ tình yêu xuất hiện. Mau thông báo cho cấp trên. Lo dinh rồi. Rốt cục lo dinh rồi. Mau gửi tin nhắn riêng. Đến rồi. Đến rồi mau gửi tin nhắn mời. Ngồi canh thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại là ta gặp được. Thật sự là quá may mắn. Chương không chín Thiên Dương Thành Võ Đạo Hiệp Hội, một phẩm võ giả chứng nhận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặc dù nói ở văn minh sư hiệp hội, luôn có thể nhìn thấy vô số văn minh sư thường lui tới, nhìn giống như tùy ý có thể thấy được bình thường. Nhưng trên thực tế, một cái tân văn minh sư, mặc dù chỉ là cấp thấp, mặc dù chỉ là khai phá ra hoàn cấp công pháp. Đối với tuyệt đại bộ phận công pháp sở nghiên cứu mà nói, đều là một loại chuyện may mắn. Chỉ cần có thể mời gia nhập, liền có thể thu hoạch vô số chỗ tốt. Húng chi, vừa mới tuyên bố một môn hoàn cấp công pháp, không có nghĩa là về sau chỉ có thể sáng tạo ra hoàn cấp công pháp. Mặc dù có thể là áo khoác của đại năng, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất không phải, hoặc là vạn nhất mời được, đó chính là kiếm máu không lỗ. Trong lúc nhất thời, không đợi Lâm Bình An làm sao hiểu rõ, hắn thiên đạo trên Internet tư nhân tin tức trương liền nổ. Trong nháy mắt, xếp chồng lên 999, chưa đọc. Đối với việc này, tùy ý mở ra hai cái về sau, hắn phát hiện đều là đại đồng tiểu dị công pháp sở nghiên cứu mời, liền không chút do dự đóng cửa. Hơn nữa còn thiết lập người lạ từ chối tiếp nhận. Công pháp sở nghiên cứu cái gì, Lâm Bình An căn bản không cần gia nhập, hắn vừa không cần thêm vào tài nguyên, cũng không cần người khác khoa tay múa chân, sáng tạo công pháp một người là đủ rồi. Gia nhập trong đó, ngoại trừ mang đến một đống hạn chế bên ngoài, không có nửa điểm tốt. Sau đó, Lâm Bình An tiếp tục xem xét trang tiêu thụ công pháp. Mặt trên biểu hiện lượng tiêu thụ đạt tới hơn 10 vạn, hơn nữa tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng sau khi nhìn kỹ đánh giá mua phía dưới, liền hiểu rõ hết thảy. Đây là cản đường tài chính của người khác. Bởi vì cái gọi là cản người tiền tài, giống như giết người cha mẹ, sẽ có loại tình huống này xuất hiện, cũng ở Lâm Bình An trong dự liệu. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Mặc dù nói trong đó có chút ngôn luận có vài phần đạo lý, nhưng Lâm Bình An cũng không chuẩn bị thay đổi. Phá hư thì phá hư đi. Vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng không còn cách nào khác huống hồ lâm bình an cũng không phải là một cái vì lợi ích của người khác mà lựa chọn hy sinh lợi ích của mình thánh mẫu đây là đạo tranh bên trong là con đường của hắn con đường của hắn phương hướng đi trước của hắn nếu hiện nay môn công pháp này đã không thể nhanh chóng mang đến lợi ích và thực lực vậy thì tiếp tục sáng tạo những công pháp khác là được rồi dù sao có được văn minh sư hệ thống hiệp trợ sáng tạo khởi công pháp đến tốc độ rất nhanh hiện tại nhỏ yếu liền cần ngủ đông chờ ngày sau cường đại lại tiến hành thanh toán tuyệt đại thời điểm lâm bình an đều thập phần lý trí cùng vững vàng nghĩ vậy hắn liền lần nữa rời khỏi thiên đạo internet không tiến hành giải thích cũng không công khai đứng ra phản đối những người khác ngôn luận có kia cãi vã thời gian trực tiếp sáng tạo càng nhiều công pháp đánh bọn họ mặc là tốt rồi cùng lúc đó trên mạng thiên đạo đáng chết tên kia lại lo gút lại không để ý tới tiền của tôi thăng chức của tôi khốn kiếp lại cao hứng ủng phí một hồi tức chết ta hắn vì sao không trả lời chẳng lẽ cho rằng không gia nhập nghiên cứu tất cả tiền đồ sao ngu ngốc một cái một đám nhân viên sở nghiên cứu công pháp loại nhỏ tức giận đến chửi ầm lên vốn bọn họ cho rằng mình có cơ hội thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh kết quả không nghĩ tới cương nhiên gặp phải waterloo lâm bình an căn bản không để ý tới loại tình huống này chỉ cần có người thành công vì sở nghiên cứu của mình bắt được liên lạc với văn minh sư này vô luận chuyện thành công hay không đều sẽ được khen thưởng trước mắt những người đó không kiếm được tiện nghi liền cùng lỗ tiền không thể nghi ngờ có hành vi tiểu nhân này cũng đúng là tình huống bình thường sáng sớm hôm sau lâm bình an sớm rời giường đi tới thiên dương thành võ đạo hiệp hội tuy rằng địa phương nhỏ lại là địa phương tuyến ba nhưng đồng dạng ngũ tạng đầy đủ văn minh sư hiệp hội võ đạo hiệp hội các loại các ngành tất cả đều đầy đủ mọi thứ chỉ là phối trí không cao cấp như những thành phố lớn kia mà thôi ví dụ như ma đô kinh thành loại siêu tuyến này có văn minh sư cao cấp tông sư cấp thậm chí đại tông sư võ giả tọa trấn mà nơi này, cao nhất cũng chỉ là trung cấp văn minh sư, trung giai võ giả mà thôi. Đối với việc này, Lâm Bình An thập phần tự tin, dưới tác dụng của huyền cấp liễm tức quyết, không ai có thể phát hiện ra sự ngụy trang của hắn. Bởi vì nguyên nhân thời gian, ngoại trừ nhân viên công tác, căn bản không có người khác xuất hiện. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tới sớm như vậy. Có thể giảm bớt chút phiền toái, liền giảm bớt chút phiền toái. Tuy rằng trong thành phố lớn học sinh trung học nhất phẩm cảnh rất thường thấy, nhưng đây chính là thành phố nhỏ, một gã 18 tuổi nhất phẩm, vẫn là rất hiếm thấy đặc thù. Lâm Bình An cũng không muốn bị người xem như gấu trúc, tùy ý quan sát đánh giá. Nếu không phải nguyên nhân cần thiết, hắn cũng không muốn tiến hành chứng thực sớm như vậy. Vài phút sau, đi tới quầy lễ tân. Ngài khỏe chứ, ta muốn tiến hành chứng nhận võ giả nhất phẩm. Nghe lời ấy, ánh mắt tiểu tỷ tỷ trước quầy mang theo một chút khác biệt. Hà! Tiểu đệ đệ! Ngươi! Nhất phẩm! Võ giả! Chứng thực! Ách! Được rồi! Đi máy móc bên kia tiến hành điền tư liệu nộp phí, sau đó đi sân kiểm tra số một dựa theo trình tự, tiến hành kiểm tra trên các máy móc. Đối với việc này, Lâm Bình An gật gật đầu, xoay người rời đi. Mười mấy giây sau, chị gái ở quầy lễ tân lấy lại tinh thần hà hơi một cái thì thào tự nói đến kiểm tra giá trị khí huyết thì kiểm tra giá trị khí huyết còn chứng thực võ giả nhất phẩm tiểu đệ đệ này thật thú vị giống như thật sự có chuyện này bên kia lâm bình an điền một chút thông tin thân phận nhận dạng khuôn mặt sau khi nộp phí liền đi về phía sân huấn luyện kiểm tra vài phút sau đi tới nơi không có một bóng người chỉ có các loại máy kiểm tra UU đọc sách www.ukansu.net dựa theo gợi ý, từng người tiến hành kiểm tra. Khí huyết giá trị 110 tạp, tốc độ 11 m một giây, sức mạnh 1100 kg, trước sau bất quá một lát, cũng đã kiểm tra xong, trị số đều bị Lâm Bình An khống chế ở vừa mới đạt tiêu chuẩn một chút. Các hạng số liệu hoàng mỹ phù hợp với phạm vi một lần thối thể vừa mới đột phá võ giả nhất phẩm chứng nhận hạ tam phẩm chính là đơn giản như thế nhưng cho dù là như vậy cũng không biết ngăn trở bao nhiêu người bình thường bao nhiêu chuẩn võ giả tuy rằng thoạt nhìn đơn sơ nhưng so sánh với người thường đã là cảnh giới phi nhân kiểm tra xong xuôi về sau tương quan số liệu đã đồng thời ghi vào thân phận tin tức bên trong đồng thời ở trong đó võ đạo cảnh giới bị thay đổi thành nhất phẩm cảnh ra cửa đi tới quầy lễ tân ngài khỏe chứ chứng thực xong rồi cấp giấy chứng nhận võ giả nhất phẩm một chút a à, được trong nháy mắt chị gái tiếp tân có chút mơ hồ giọng nói có chút run rẩy thông thông qua không không thể nào trong lúc nói chuyện cô vội vàng mở máy tính tiến hành kiểm tra thao tác mười mấy giây sau mặt trên rõ ràng hiển thị lâm bình an kiểm tra kết quả thông qua đồng thời phía dưới còn có các hạng số liệu kết quả cùng với tin tức cơ bản của hắn giờ khắc này chị gái lễ tân hai mắt trừng lớn há cái miệng nhỏ nhắn của anh đào vẻ mặt ngạc nhiên mười mười tám tuổi cao học sinh trung học này này trời ạ à. hướng đối diện lâm bình an lạnh nhạt bình tĩnh nhẹ nhàng gõ bàn lễ tân xin chào hẳn là tra xong rồi xin hỏi có thể phát giấy chứng nhận võ giả nhất phẩm không? Trong giọng nói, mang theo một tia không kiên nhẫn. Chương 10 Võ đạo hiệp hội cao tầng sợ hãi tháng phục cùng tiếc hận. Tung gạch những ngọc. Dựng nên bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe nói như thế, chị gái lễ tân giật mình một cái, vội vàng mở miệng. Được. Được. Không thành vấn đề. Lập tức chuẩn bị xong thái độ cực kỳ cung kính, cũng nói không nên lời hữu hảo. Đây chính là võ giả nhất phẩm mười mấy tuổi, tương lai tuyệt đối tiền độ bất khả hạn lượng. Nguyên nhân chính là như thế, mới là như thế. Huống chi, người bình thường đối mặt võ giả loại này siêu nhân lực lượng tồn tại, tự nhiên liền có một loại cảm giác thần phục. Đây là khát vọng và ước mơ đến từ sâu trong gian, căn bản không thể kháng cự. Vài phút sau, giấy chứng nhận chuẩn bị xong, Lâm Bình An thu hồi về sau, liền không chút do dự xoay người rời đi. Chủ đề chính là dứt khoát, không hề có cảm giác dây dưa dài dòng. Một lát sau, nhìn thân ảnh đã đi xa, lúc này Tiểu Tỷ Tỷ mới như tỉnh mộng phát ra tiếng thét chói tai. Trời ạ, à, trời ạ, à, võ giả nhất phẩm trẻ tuổi như vậy, sao ta không xin chữ ký gì cả? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, việc này phải nhanh chóng báo lên hội trưởng. Nói xong, lại lúng cuốn tay chân cầm lấy điện thoại bạn chuẩn bị liên lạc với cấp trên trước sau bất quá nửa giờ thiên dương thành võ đạo hiệp hội hội trưởng liền xuất hiện phía sau còn đi theo vài vị đồng dạng biết được tin tức cao tầng mấy người vừa mới xuất hiện liền khẩn cấp lớn tiếng mở miệng hỏi người đâu người đâu đúng 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 tiểu thiến thiếu niên kia ở đâu thiên dương thành ta rốt cục xuất hiện võ đạo thiên tài thật sự là quá tốt trong lúc nhất thời thấy cảnh tượng này chị gái lễ tân có chút khẩn trương nói chuyện cũng có chút không lưu loát hắn 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 đã đi rồi nghe lời ấy mấy người thở dài ngữ khí mang theo chút oán giận này sao anh không giữ cậu ấy lại một chút đúng vậy đúng vậy ta còn muốn nhìn xem thiên kiêu của thiên dương thành như thế nào bên cạnh hội trưởng ho nhẹ một tiếng, khoát tay, ngắt lời những người khác. Được rồi, đừng nói những lời này. Tư liệu thiếu niên kia đâu? Điều tra xem. Trên đó hẳn là có các loại số liệu cùng tin tức. Để cho chúng ta xem. Nghe nói như thế, tiểu tỷ tỷ vội vàng nghe theo phân phó, đem đồ đạt điều ra. Trong nháy mắt, mấy người bị ép không kịp rời khỏi quầy lễ tân. TTT. Cái này. Số liệu này đáng tiếc thật sự là đáng tiếc khí huyết giá trị hạng mức cao nhất tốc độ lực lượng các loại giá trị khó có thể đột phá nhất phẩm phạm trù xem ra chỉ là một lần tôi thể sao thật sự là quá đáng tiếc có tư liệu thân phận của hắn sao cũng điều tra xem một chút mấy phút sau chị gái mới vừa điều tra tài liệu ra liền bị đẩy ra khỏi quầy lễ tân giờ khắc này trong ánh mắt nàng có u oán nói không nên lời mà bên kia mấy người nhìn tư liệu đang không ngừng phân tích thảo luận một cô nhi cha mẹ cũng không phải võ giả không có tài nguyên tư chất thấp cứ nhiên nhanh như vậy đạt tới nhất phẩm võ giả tu vi đây thật sự là quá không thể nghĩ tới đúng vậy đúng vậy chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì sao hoặc là thân phận có vấn đề hay không hai tên ngu ngốc các ngươi thấy rõ hắn điện công pháp tu luyện là cái gì cái này cái này hoàn cấp công pháp thống khổ ma thân thì ra là như thế tiểu tử này là một tên tàn nhẫn a cái này không thành vấn đề chờ một chút ta làm sao không hiểu thống khổ ma thân làm sao tại sao tu luyện cái này lại không thành vấn đề Ngươi lên thiên đạo internet mua súng tu luyện một chút sẽ biết, hạ tam phẩm tu luyện thần công pháp và tăng khí huyết tốc độ có thể nói thần tích. Ta liền bế quan vài ngày mà thôi, như thế nào cảm giác thế giới đều thay đổi. Ngoại trừ một cao tầng hiệp hội không biết, những cao tầng hiểu rõ tình huống khác đều lộ ra vẻ khâm phục. Dù sao, công pháp thống khổ ma thân kia, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng tuy nói như thế, tâm tình mọi người cũng không hưng phấn như lúc đầu. Dù sao, trước đó, bọn họ còn tưởng rằng thiên dương thành ra chân lông, nhưng không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Thống khổ ma thân tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng bất quá là hoàn cấp công pháp, chỉ có thể chống đỡ đến hạ tam phẩm cảnh giới, đối với đột phá trung giai trở lên không có bao nhiêu trợ giúp. Kết quả này, cũng nói rõ cái kia cái gọi là thiên kiêu, hạng mức cao nhất đã bị sớm khóa chết, căn bản không phải cái loại kia chân chính võ đạo thiên kiêu. Mặc dù lại năm trước, lại có nghị lực cũng là vô dụng hạng mức cao nhất đã liếc mắt nhìn đến cuối cái loại này thấp tư chất căn bản không cách nào đi hướng cao hơn nghĩ đến đây trái tim nóng bỏng của mấy người cũng lạnh đi không ít chân chính võ đạo thiên kiêu đáng giá kết giao cùng đầu tư nhưng trước mắt cái này lại không đáng giá như vậy coi trọng đúng lúc này hội trưởng ho nhẹ một tiếng mở miệng đầy thâm ý ta cảm thấy cái kia đệ nhất trung học vẫn là rất cần thiết đi một chuyến nhìn xem mà không thể vô cùng đơn giản đi, mà là giống trống khu chiên, đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nghe được yêu thích này, cao tầng hiệp hội bên cạnh có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, sau khi suy tư một phen, liền lập tức phản ứng lại, cũng hiểu được ý tứ của cấp trên. Đúng. Đúng vậy. Phải giống trống khu chiên đi. Hơn nữa phải tuyên dương ra ngoài. Võ giả nhất phẩm 18 tuổi. Nhất định phải tuyên truyền đại lực tuyên truyền một đợt. Tuy rằng tiểu tử này tư chất thấp, mặc dù dựa vào thống khổ ma thân cũng nhiều nhất có thể tu luyện tới tam phẩm, nhưng việc này sau khi tuyên dương ra ngoài, uu đọc sách www.ukansu.net những kia tư chất cao học sinh cũng sẽ bởi vậy lựa chọn tu luyện thống khổ ma thân. Cái này cũng đủ để cho toàn bộ thiên dương thành năm nay thi tốt nghiệp trung bình điểm tăng lên không ít. Nhưng nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã kích lòng tin của hắn ban thưởng tài nguyên liền nhiều một chút đi cùng lúc đó lấy được võ đạo nhất phẩm giấy chứng nhận về sau lâm bình an liền ngồi xe buýt đi trường học hôm nay là cuộc thi cuối kỳ cũng là cuộc thi mô phỏng cuối cùng trước khi thi đại học coi như tương đối quan trọng còn nữa dựa theo ước định mấy ngày hôm trước với giáo viên đây cũng coi như đến thời gian xin nghỉ kết thúc về tình về lý đều phải xuất hiện còn chưa đi vào phòng học liền nghe thấy vài thanh âm quen thuộc ta khí huyết giá trị đã đạt tới 97 tạp, thi đại học trước trên cơ bản có thể 100 tạp trở lên, năm nay võ đạo đại học đã ổn. Lớp trưởng trâu bò Lớp trưởng thật sự là quá lợi hại. Tôi ngày đêm khổ luyện mới đến 82 tạp. Ha 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 ha. Đó là đương nhiên. Ta cũng không muốn có chút phế vật, chỉ biết cản trở lớp. Tư chất không được nên đi khoa văn mang theo, nhất định phải chạy đến lớp võ làm loạn, cũng không ngại xấu hổ. Còn giống như thường ngày, nói xong liền bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe. Đối với việc này, Lâm Bình An cũng không biết lúc nào đắc tội tiểu thí hài kia. Nhưng trước kia không thèm để ý, hiện tại lại càng thêm không thèm để ý. Không đề cập tới ẩn dấu thực lực chân chính, mặc dù là hiện tại quyết định lộ ra 110 tạp nhất phẩm thực lực, cũng đủ để đem nghiền ép. Bất quá, những này chỉ là hư danh mà thôi, lâm bình an cũng lười làm những kia trang bức đánh mặt não tàn cử chỉ tầm mắt và kết cấu của hắn chưa từng rơi vào trên người những tiểu thí hài trong lớp này